bạn đang cần tìm một loại cây để chơi bonsai dễ trồng, dễ nuôi, dễ sống và đặc biệt là hạt cần chậu và giá rẻ nữa, thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn đến dòng cây Linh Sam 86 ha. Mình sẽ để một số mẫu để cho quý anh em mình có thể tự xem và tự lựa chọn. Mình có để giá của nhà vườn cho luôn trên đây, đặc biệt toàn bộ trên đây thì là giá bao ship nha mọi người, bao ship toàn quốc ha. Dòng Linh Sam 86 có hoa màu tím và có hương thơm, cây trồng 2 đến 3 năm mới có được bộ đế từ 18 đến 20 ha, bộ đế lớn ha, rất là già luôn. Hàng đã đem lên thần chậu hoàn toàn, mình về có thể cắt đế ha, cắt đế thay chậu lại, ở dưới đế vẫn còn đôi một khúc ha, anh em có thể tìm hiểu thêm ha. Và đây là một số cây giao lưu ạ.